Chương trình xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025 đã được Sở Du lịch báo cáo tại cuộc họp do ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Các sở ngành liên quan cùng tham dự cuộc họp. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025, ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện để quảng bá du lịch, trong đó có những điểm nhấn như giải chạy du lịch, lễ hội đường phố Carnival, Festival ẩm thực và du lịch, lễ hội chào hè, lễ hội âm thanh ánh sáng vân vân. Theo chương trình xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2020-2025, ngoài việc tổ chức các sự kiện để thu hút du khách, việc quảng bá du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn thực hiện thông qua các kênh truyền thông đa phương tiện, báo, tạp chí và các kênh mạng xã hội. Cơ bản thống nhất với các nội dung trong chương trình này, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Du lịch trước tháng 6 năm 2022 phải công bố các tour, tuyến du lịch các sự kiện du lịch trong năm 2022, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch, Hiệp hội Du lịch tổ chức các sự kiện quảng bá xúc tiến, kích cầu du lịch với quy mô phù hợp và hiệu quả. Riêng kế hoạch đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia 2023, Sở Du lịch cần sớm đưa ra lộ trình kế hoạch trình tỉnh ủy phê duyệt.